rất là tội nghiệp ông bà cô chú, bởi vì anh An thì đợt này hay ốm yếu rất là nhiều, thành thử ra là mệt mỏi, không có dậy kiếm thức ăn cái gì cho cháu được, cho nên là đây bữa cơm trưa của cháu sau cái buổi đi học về thì cháu chỉ có mỗi một ít nước mắm như thế này. Lời đầu tiên cho phép Ngân xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các nhà hảo tâm đang theo dõi kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Hiện tại Ngân đang có mặt ở trên xóm Đổn, xã Vân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình để về thăm lại trường hợp của bố con anh An và cháu Giang. Một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bố thì tai nạn cụt chân, còn cháu Giang thì còn rất là nhỏ, mẹ thì đã bỏ đi để xây dựng một cái cuộc sống khác. Hiện tại thì Ngân cũng đã quyên góp được cái số tiền là 70 triệu để sắp đến này sẽ xây dựng cái ngôi nhà tình thương cho hai bố con cháu Giang và anh An, ông bà của chú ạ. Thì ngày hôm nay Ngân có trích một phần tiền để mua cho hai bố con một cân thịt. Thì rất là vui là bởi vì là khi mà nghe cái chia sẻ về cái hoàn cảnh của hai bố con anh An và cháu Giang thì có chị tên là chị Nhung bán cái thịt ở ngoài chỗ chợ Vó Lạc Sơn thì có cắt thêm cho nửa cân nữa, thì thành thử ra là hiện tại là ở chỗ này là 1,5 cân thịt lợn để giúp cho cải thiện bữa ăn dinh dưỡng cho hai bố con. Bây giờ thì Ngân kính mời toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị sẽ đi vào trong nhà của hai bố con để trò chuyện một lúc ạ. Như Ngân cũng từng chia sẻ đây, thật ra đây là nhà nơi sinh sống chính của hai bố con, nhưng cũng là chỉ là cái túp lều thôi, cái căn lán tạm bợ thôi ông bà của chú ạ. Được phía trên thì được lợp bằng tấm pro xi măng, bởi vì nó dột quá, nhưng cái tấm pro là cũ cho nên là cũng cách đây khoảng 2 tháng rồi, thì có các anh chị ở dưới Hà Nội thì có về và thấy thương quá thì cũng mua cái tấm bạt để lợp cái bên trên mái nhà cho hai bố con cho nó đỡ dột. Còn bên dưới thì cũng làm tạm, căng tạm bằng những cái tấm bạt, những cái miếng pro vỡ như thế này. Ô Giang, chào cháu, đang làm gì đấy? À, anh An vẫn còn nằm mà anh? Vẫn còn sốt à? Còn sốt nặng không anh? Nặng ngay. Dạ thế cơ à? Thôi anh nằm nghỉ một tí đấy nhá, để em trò chuyện với cháu một tí xong anh em qua nói chuyện với anh nhá. Vâng. Chào nào. Trời ơi, con ăn cơm như thế này đấy à? Không có hôm nay không có gì ăn hả con? Rau được à? Thế bây giờ đây này, chú Ngân có mua thịt thế này nhưng mà bây giờ là con lỡ ăn rồi, ăn sắp xong rồi cơ, ăn mấy bát rồi? Là một bát à? Thế còn ăn thịt này nữa không? À, để chiều nhá, rang cái này lên để ăn nhá. Thế này thì ở đây chú Ngân để tạm ở chỗ này đây nhá. Con chỉ ăn mấy muỗi nước mắm này thôi à? Bố ốm không đi hái rau được, thế là về là đói bụng quá thì ăn bằng nước mắm thế này á. Khổ quá, Trung Ân lên hơi muộn, tranh thủ lên thì cho nên là không kịp, nếu mà lên sớm hơn tí nữa thì lại sẽ rang được thịt rồi. Bây giờ là cũng 12 giờ kém rồi ông bà của chú ạ, cho nên là cũng hơi muộn. Trong nhà cũng còn một cái gì nữa, cũng có còn có mì có gì không con? Rất là tội nghiệp ông bà của chú ạ, bởi vì anh An thì đợt này hay ốm yếu rất là nhiều, thành thử ra là mệt mỏi, không có dậy kiếm thức ăn cái gì cho cháu được, cho nên là đây bữa cơm trưa của cháu sau một cái buổi đi học về thì cháu chỉ có mỗi một ít nước mắm như thế này để mà ăn cơm trưa thôi. Thực sự là rất là khổ. Thế sáng con đi học có ăn sáng không? Cũng ăn cái này luôn hả? Cũng cơm và nước mắm luôn. Thế là cả ngày, cả bữa sáng này, xong rồi bữa trưa này thì đều là ăn cơm chan nước mắm như này. Thật sự một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là éo le bà cô chú ạ. Cháu
ăn uống mãi như này thì thành thử ra nhìn cháu năm nay là 11, 12 tuổi này, nhất là gầy, ông bảo chú đây, cái đầu gối của cháu như này gầy lắm, tay cũng gầy, cháu cứ ăn mãi như thế này ấy, thì làm sao nó lớn lên được. À, cháu ăn được hả? Ăn được thì quen rồi thì biết làm như nào được, mình quen thôi, chứ ăn này nó không có đủ dinh dưỡng đâu. Ăn có mỗi nước mắm này, nước mắm này nó là gia vị, gia vị thì nó chỉ có gọi là mình khi mà mình xào nấu cái gì đấy thì mình mới cho vào thì nó ngon thức ăn cho mình thôi. Rồi chứ mình ăn chan với cơm cái này thì nói chung là thi thoảng thì mình ăn một hai bữa không có thức ăn thì cũng được, nhưng mà sáng cháu ăn như này, trưa cháu ăn như này, kéo đến tối là ăn như này nữa là mình bị thiếu dinh dưỡng. Không, may là chú Ngân cũng mua một cân thịt ở đấy rồi, thì lát nữa thì thái ra nhé, xong rồi răng khô lên để khô nó ăn thì nó sẽ để được lâu hơn. Một bữa mình lấy ra hai bố con mỗi người một vài miếng ăn nhé. Rồi cháu ăn cơm nốt đi. Ăn nước mắm mà cháu ăn ngon lành như thế này mà ăn hai bữa rồi, bữa sáng và bữa trưa đều ăn như vậy. Chiều nay cháu có phải đi học không? Không. À, tức là học mà mỗi buổi sáng thôi. Vâng. Thế còn ăn thêm đúng không? Vâng. À, ăn một bát thôi à? Ăn ít quá. Bữa cơm diễn ra một cách nhanh chóng. Anh An có ăn cơm được không? Anh có ăn được gì chưa? Con ăn xong cái gì? Anh có ăn được cái gì không? Em ăn được lưng bát rồi ạ. À, cũng ăn còn ăn được cơm đúng không anh? Vâng. À, thế là mấy hôm nay nó lại ốm nặng hay là nào ạ? Nó bị sốt à? Anh cảm thấy trong người là như thế nào? Lúc nóng, lúc rét. À, nóng rét à? Vâng. Vậy thế thì mấy anh nằm như này mấy hôm rồi? Một tuần kiểu đấy. Thế có phải đi viện đi gì không anh? Bây giờ còn uống thuốc gì không? Có uống thuốc. À, có uống thuốc à? Nhưng mà nó không nghe nó đỡ à? À, Giang qua đây với chú. Đây qua đây ngồi đây này chú này. Thế có nghĩa là anh cảm giác nó trong người nó lúc nào nó cũng mệt như thế hay là lúc mệt lúc không? Lúc nào nó cũng mệt. À, lúc nào cũng mệt à? Vâng. Thế mấy hôm nay anh ốm như này là cháu cũng toàn ăn uống như thế này đấy hả anh? Vâng. Em muốn dậy nhưng dậy không nổi, không nấu được cơm cho cháu về. Tự nấu cơm lấy, vâng, hái rau cái gì ấy tự làm thôi. Vâng. Em không dậy nổi. À. Thế là nó mệt lắm. Vâng. Nó dậy nó trắng như mặt. À, chóng mặt à? Hoa mắt chóng mặt. Không dám dậy rồi ngã. À, vậy là ngã à anh à? Vâng. Vâng. Thế là kiểu đi, em nghĩ là anh bị suy nhược cơ thể rồi. Lần này, và không biết là có phải đi nằm viện là chuyển nước hay gì không ấy. Để em hỏi lại nhé, nếu mà có ai mà người ta kiểu như là người ta chuyển nước ấy, người ta đến chuyển cho thì em sẽ nhờ người đến chuyển cho một hai chai nước thì khéo nó đỡ anh ạ. Chứ cứ nằm cả tuần ly bì này thì người nó luốt đi luôn đấy. Mà hai bố con ăn uống không có cái gì nữa. Dạo này em lại không ốm, em không dậy được. À, thì không dậy được hái rau hay cỏ gì cho cháu. Vâng. Ít ra thì còn có nắm rau này, ăn còn đỡ chứ cứ chan nước mắm. Thì hồi nãy anh ăn cái gì anh? Em ăn nước mắm. À, hai bố con đều ăn nước mắm như thế luôn à? Vâng. Đấy, em vừa nói với cháu rồi, em có mua một cân thịt. Xong rồi cái chị mà bán thịt ở ngoài kia, chị thấy thương quá, chị cho thêm 5 lạng nữa. Nghe trình bày cái hoàn cảnh của anh ấy là có 1 cân rưỡi thịt anh ạ. Thì tí anh không dậy được thì cháu cũng biết làm rồi, thì cháu nó rang lên anh nhá. Rang lên cho ngày hai bố con bữa 1-2 miếng thì ăn nó còn có tí cái dinh dưỡng, phải để nó còn khỏe lại, chứ anh cứ nằm ốm mãi như này thì khổ lắm. Cháu thì không còn nhỏ, có biết lo cái gì đâu. Thế mấy hôm nay cái chân của anh nó còn đau nữa không anh? Nhức suốt. À, nhức suốt ạ? À? Vâng. Vẫn nhức cái chỗ mà cái cục mà hôm trước đấy anh ạ? À? Vâng. À, có khi nào là do cái này mà nó làm cho anh bị sốt không nhỉ? Em nghĩ là do cái chân này rồi. Vâng, chắc thế ạ. Vâng. Nhức. À. Mỏi đêm không ngủ được. Không ngủ được. 3-4 giờ sáng. Vâng.
Thế là em nghĩ là nó vừa đau ở cái chân, nó nhức ở cái chân này này, nó làm cho cơ thể mình yếu đi. Thứ hai nó là nó nhức như thế anh không ngủ được, nó làm cho mình mệt, mệt tức là bị suy nhược cơ thể luôn đấy. Khi nào mới hết cái ốm này, bây giờ quan trọng nhất là cái sức khỏe của anh như này. Anh cứ nằm mãi như này thì không ổn rồi. Bây giờ không biết là có phải mang đi viện hay không nữa. Bây giờ cứ nằm mãi một tuần này thì nó không khỏi. Từ hôm em lên đến giờ là nó chưa đỡ hôm nào anh ạ? Chưa. À, cứ mãi như thế này luôn à? Em cũng mệt suốt thế này. Vâng. Nhưng mà khổ nhất là bây giờ bố ốm như thế thì còn cháu Giang đi học thì ăn uống mà cả ngày toàn là nước mắm như này thì cũng khổ, cũng thương cháu, không biết làm cái nào. Em dậy nổi mà đi nấu cơm cho các cháu, rau không hái nổi không đi được. Vâng. Toán. Vâng, quan trọng là không dậy được ấy. Vâng. Chú ơi, chú giúp chú với các bố con khỏi bệnh nữa. Chú cũng muốn giúp đấy, bây giờ chú về đây cũng là làm cái cầu nối để giúp cho hai bố con đây. Nhưng mà bây giờ bố ốm như này thì chú không biết là nên giúp kiểu gì đây. Anh uống những thuốc gì rồi anh? Thuốc sốt đấy, thuốc cảm cúm à? À, vừa có thuốc cảm cúm thôi đúng không? Cảm cúm hạ sốt thôi. Cảm cúm hạ sốt thôi. Cũng chỉ uống thuốc thường như thế thôi đúng không? Cái này là của anh, em nghĩ là bây giờ là có khi là phải đi ra trạm anh ạ. Hoặc là ra bệnh viện để xem người ta như thế nào xong rồi chuyển nước đấy. Chứ còn nó cứ nằm ở nhà liệt liệt đi mệt mỏi cả tuần như này là cũng không, mình không biết kiểu nào để mà mua thuốc gì. Em bây giờ em có biết anh bị cái gì đâu mà để đi mua thuốc được. Bây giờ cứ bảo nghe anh bảo là cảm cúm rồi để đau đầu như thế thôi, nhưng mà mình cụ thể mình phải biết là cái bệnh gì đã thì mới dám mua thuốc được. Mua uống lung tung ấy nhiều khi nó không khỏi bệnh mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của mình ấy. Chứ nằm mãi liệt giường mãi này thì người nó đuối thì là có khi nó teo lại cả chân kia là không bước đứng được ní là khổ luôn anh ạ. Mình muốn đi có tiền để đi ra khám. Vâng. Nó lại liên quan đến này. Nó lại liên quan đến kinh tế nữa. Nên là đâu nào cũng phải cố gắng chịu thôi. Vâng. Không biết làm sao được. Vâng. Khổ nhất là cái lúc ốm đau như thế này, không có tiền như thế này đấy. Chứ giờ dậy cũng dậy nổi ấy. Vâng. Dậy nó choáng. Vâng. Thế thôi anh nằm nghỉ đi thôi. Vâng. Vâng, anh nằm nghỉ ngơi đi. Nằm nghỉ ngơi đi, em không nói chuyện nữa. Nếu mà có khi nói chuyện này cũng rất là mệt đấy. Vâng, nằm nghỉ. Mệt, nó mỏi đâu. Vâng. Muốn dậy đi nào. Vâng. Muốn bỏ ra khỏi giường luôn. Vâng, thì nó người nó mệt rồi, đau rồi, đau chân này kia nữa mà. Giang ơi, thế bây giờ thế này nhá. Cái cho bố nghỉ ngơi đi. Trong này cháu lấy có dao, có thớt, có xong nồi gì không để chú thái cái thịt cho. Không thì có khi cháu lại làm không biết làm mấy đâu nhá. Để không thì tí nó trời nắng này nó thiêu mất đi đấy nhá. Rồi cháu lấy dao thớt đi. Anh nghỉ ngơi đi nhá. Anh nào nghỉ ngơi đi. Nói chuyện nhiều nó cũng mệt nhá. Vâng, thì em sẽ hỏi thăm như thế nào xong rồi em sẽ hỗ trợ sắp xếp cho nhá. Vâng, chứ nằm này mãi này cũng căng đấy anh ạ. Thôi anh nghỉ đi nhá. Vâng. Lấy cái này để thái cho cái thịt này, thái cho cháu Giang luôn. Vì là sợ một tí nữa cháu lại quên mất là nó hỏng hết thì lãng phí lắm. Cái này là rất là quý đây bây giờ, bởi vì là cả tuần nay hai bố con cháu không có gì để ăn rồi. Toàn ăn nước mắm không ấy. Đây cho chú cầm dao cho nào. Trơn thế. Không ăn được rồi, chú cầm. Thớt đâu? Thớt. Thớt đấy á? Ừ. Ui. Có thớt thế rồi. Cái này thớt này à? Vâng. Cái này rửa sạch đi. Nào cháu cầm cái này cho chú nè, để chú làm cho nè. Cái xoong nồi để cho đâu? Đây à? Những cái bên này à? Vâng. Cho cháu lấy cái nào hay bố con hay nấu cái nào? Nấu. Bố con hay nấu là hai bố con hay dùng cái xoong nồi nào? Có một cái này mà chưa rửa. Cái này á? Vâng ạ. Cái này thì nó nhỏ quá, có đầy đấy. Ui, cái tấm bàn này nó cho một người nóng quá. Để nhà cháu không có chỗ nào để này. Dưới này thì đất mất vệ sinh quá, ông bà của chú đây. Phần này phần kia nó tết tung ở đây vì cũng không phải của nhà mình đâu, nhưng mà của hàng xóm thì thường thường là chắc là do cháu Giang là hay rửa bát rửa đũa ở đây thì nó có những cái hạt gạo hạt cơm ở đây, thành thử ra là nó chui vào đây để nó ăn. Chống cái này lên một tí cho nó đỡ vào lưng người. Đấy, cho nó sáng một tí. Lúc nào mưa thì sợ nó hắt xuống thì mới bỏ lan ra nhá. Vâng. Đấy. Chú để tạm thôi.
kiến này, đây, đây này. Còn có nước rửa bát không? Có đây. À, cái chai xanh này hả? Vâng. Đây. Thật sự là quá là khổ ông bà ông chú, anh An thì ốm yếu nằm li bì suốt ngày. Hai cháu Giang thì là còn ít tuổi quá cho nên là nhìn những cái vật dụng ở trong nhà, từ cái dao, cái thớt rồi những cái chai như này nó bừa bãi mà nó không được vệ sinh, bởi vì là cũng không có chỗ để nữa cơ. Đấy, bây giờ chỗ này cái gì cũng để chỗ này. Này cho cháu tự làm, có khi không biết là cháu rửa sạch hay không mà làm ấy chứ. Này, chứ ăn uống vào này mất vệ sinh là mắc bệnh luôn. Dao đây. Này chú Ngân rửa, cháu thấy không? Dao của cháu rửa nó ra những cái gì này, thấy chưa? Vâng. Đó, những cái vàng vàng rỉ sét hết rồi này. Cháu bây giờ cháu dùng cái dao này lâu ngày quá nó rỉ sét hết rồi. Không hay thái cái gì mấy ấy. Này cái nó thái nó là dính vào thức ăn. Rồi cháu xem nào, trong nồi đâu, cho một cái đấy á. Đây, đây cho chú Ngân này, đây ông bà của chú đây. Đấy. Nồi thì mằng nhện này, làm cái cá trong này rồi. Bởi vì là nồi to này là ít khi dùng đến đúng không? Vâng. Không có cái gì để nấu vào. Hai bố con lại thường dùng cái nồi nhỏ tí này thôi đúng không? Vâng. Đấy, cháu nhớ là cái này nhá, rửa tráng kể cả mình không ăn con cũng phải để cho đâu ấy nhá. Thế chung xem này, đất này nó mưa nó hắt lên đấy, cho nên là mất vệ sinh lắm. Đấy, phải rửa đi, rửa sạch bên ngoài bên trong đi nhá. Cái này nó ăn này nó không đảm bảo vệ sinh đâu. Này nó ăn cái này nó mắc bệnh thêm ấy. Khổ thật. Con nhỏ mà không có mẹ thì rất là khổ, thiếu thốn trăm bề. Đó, nhưng mà anh An mà lành lặn ấy, mà không bị tật gì tai nạn ấy thì còn hai đứa con còn đỡ khổ. Bây giờ thì anh cũng như thế, bản thân anh còn chưa lo được cho mình thì cũng không lo được cho cháu Giang, lo được phần nào thôi. Giờ chủ yếu là động viên tinh thần thôi, chứ còn anh ấy cũng đâu có lành lặn để mà lo cho con cái được. Khổ. Rồi cháu đưa cái thịt đây cho chú nào. Này thì ăn được mấy bữa. Đấy, chú cứ vứt tạm ở đây nhá. Vâng. Xong rồi tí nữa dẹp gọn này, khỏi đừng để khắp đây nó bẩn nhá. Vâng. Để chỗ này thật sự là nó mất vệ sinh thật, không biết để vào cái gì luôn. Chú Ngân cứ thái hết ra cho nhá. Vâng. Thái hết ra thôi, bởi vì là bây giờ mà để này nó thiêu hết đi đấy nhá. Không có chỗ mà để đặt chân luôn đây này. Được chưa? Định để cho cháu làm nhưng mà không biết là cháu làm như nào thì Ngân thử xem, nhưng mà thật sự là cái đồ nhà cháu thì thiếu thốn quá. Mong là ông bà cũng cô chú giúp đỡ thêm kinh phí để Ngân khi mà cấy công cái căn nhà bên kia cho hai bố con thì cũng đỡ mất thời gian, thì làm tranh thủ để hai bố con cũng về bên kia sinh hoạt để cho nó yên tâm, chứ bên này thiếu thốn quá ông bà của chú ạ. Đặc biệt là mất vệ sinh cho nên là sẽ rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu có hay làm như thế này không? Nhưng mà dao này dao cùn,
chú Thái còn cảm giác là đau tay này. Chú ơi, chú giúp bố cháu phải không ạ? Con sợ lắm. Con sợ lắm hả? Con sợ điều gì? Con sợ bố quá nhiều mệt. Chú cũng muốn giúp đây, nhưng mà bây giờ chú còn chưa biết giúp bố cháu là như thế nào đây này. Nhưng mà chú sẽ cố gắng nhé. Cháu cũng cố gắng lo cho cháu bố nhé. Xem bố có cần thuốc thang cái gì không, hay là đến bữa cơm mà bố không nấu được thì cháu phải tự biết nấu nhé. Xong rồi lấy cơm lên cho bố nhé. Thế chú Ngân hỏi thật này. Từ hôm nhỏ nhỏ thôi, từ hôm mà chú quay lại đây ấy, mà bố ốm như thế này thì mẹ cháu có ai nhận về thế nào không? À, không hỏi thăm về cháu đâu nào. Thế có nghĩa là mẹ cũng không nên làm về cho cháu đâu, đúng không? Thôi cố gắng vậy nhé. Chú Ngân về ngày hôm nay xem là tình hình sức khỏe của bố cháu là như thế nào. Thứ hai nữa là sắp đến này là chú Ngân sẽ động thổ để xây nhà bên kia cho hai bố con nhé. Thì cứ yên tâm thôi nhé. Cảm ơn ông bà và cảm ơn chú nhiều. Rồi đấy, gần xong rồi, chú Thái nốt này xong đấy. Đấy, xong rồi đấy. Còn dao thớt này thì tí nữa cháu quay lại cháu xuống cháu rửa sạch lại để ra phơi nắng ra nhá, đừng mà để trong ẩm thấp như này nữa, nó có nhiều vi khuẩn này kia, nó cũng rất là độc với cái dao thớt này. Cháu dùng cái này cháu rửa đi nhá. Chỗ này thật sự là mất vệ sinh đấy, cái này là nơi mà phát bệnh đấy. Để Giang cầm lên cho chú nào. Đi đâu gia vị đâu để chú Ngân cho nào. Đó. Được. Để cho tí nước mắm mà cũng được này. May là còn có nước mắm đây nhỉ. Vâng, con chịu mà con ra. Dạ, đi chịu luôn. Vâng, con bảo đi chịu. Bố con bảo đi chịu à, người ta cũng cho à? Vâng. Thôi. Thế thì thôi, lúc nào mới gửi tiền người ta sau cũng được nhỉ. Vâng. Thế bây giờ tối nay có thịt ăn thế này cháu có mừng không? Con mừng lắm chứ. Vậy là không phải ăn nước mắm nữa rồi, tối nay ấy nhỉ. Rồi, chú cho như thế thôi. Cháu cũng đảo lại đi, cháu đảo lại đi. Đảo lại xong rồi tí nữa bật bếp ga lên nhá. Vâng. Chú bật cho thêm. Còn có ga không? Còn. Thế còn may còn có ga hai chứ. Phải bật đúng không? Phải mở đây đúng không? Cháy chưa? Chưa, khi nãy cháy rồi. Cháy chưa? Chưa. Sao đi nhảy hay hết ga? Có khi nào hết ga không? Cái này là hỏng à hay là hết ga? Hỏng. Hỏng cái bếp này á. Thế bây giờ phải làm thế nào? Hả? Phải mồi á. Phải mồi á? Chống mồi như nào? Thế nào? Làm như nào? Bỏ cái này xuống á? Vâng. Ui, thế thì nguy hiểm quá nhỉ? Nào. Ui, đâu ga hỏng à? Ui, như thế là cháy tay đấy. Này. Rồi, cái này thì cứ đảo khô lại thôi, cho nó rang khô lại rồi ăn mỗi bữa mỗi bố con người 3-4 miếng nhá. Đấy, cái này để nó có nắp không, cái này có nắp của nó không? Không, không có à, mất rồi à? Nắp à, không có nắp. Đấy, trong nhà không có gì lành lặn, người thì cũng không lành lặn, đến cái con cái nồi cũng không có nắp như này ấy. Thôi để tạm này thôi nhá. Thế nó khô lên là chín đấy nhá. Để tối thì hai bố con lấy ra ăn nhá. Cháu cứ để thế này thôi nhá, sợ nó cháy thì tình thoảng nghe lẹt xẹt thì đảo nó để nó chín nhá. Trước mắt là như thế, chúng con bây giờ là phải di chuyển đó, thấy là có vẻ là chuẩn bị mưa rồi, chúng con là phải đi đã. Đó thì bây giờ tạm thời là chú về chú thông báo với con là như thế để hai bố con yên tâm nhá. Anh ơi, thế anh nằm nghỉ đi nhá. Thịt thì em thái cho cháu rồi, cho người cho lên trên bếp rồi. Thì anh nằm ở đây thì anh cùng trông với cháu nhá. Dặn cháu nó sợ nó quên không thì nó cháy đi nhá.
con em chả biết nói gì hơn, cảm ơn hai bác rồi. Vâng. Giúp đỡ bố con em ấy. Vâng, tôi thì cố gắng lên anh nhé. Nặng quá thì phải bảo cháu là nhờ hàng xóm lên ông bà gần gần đây để người ta còn giúp đỡ anh nhé. Vâng, thì bây giờ em phải đi ra đó. Hôm nay không đi học thì ở nhà với bố nhé. À, có gì thì bố có dặn cái gì thì con nhớ nhá. Vâng. Đó, có thấy mà bố mà ốm nặng quá thì lên nhờ các ông bà trên nhà này này nhá. Vâng. Ừ, để các ông bà xuống để trông bố có bị làm sao không nhá. Vâng. Ừ. Con chào các ông bà, chào các cô chú đi nào. Con chào các ông bà, các cô chú. Ừ. Con cảm ơn các ông bà, các cô chú đã giúp đỡ hai bố con ạ. Ừ, rồi, rồi, con đi vào nhà đi nhá. Vâng. Rồi, chú lấy cái này nhá. Vâng. Ừ, đi vào đi con. Con chào chú. Ừ, rồi nhá, đừng ra nắng nhá. Thôi, Vân cũng thật sự là rất là tha thiết là mong các ông bà, các cô chú là sẽ giúp đỡ thêm về cái trường hợp của bố con của anh An và cháu Giang, ông bà, cô chú ạ. Bởi vì là chứng kiến cái cuộc sống sinh hoạt bây giờ của hai bố con cháu thì thật sự là thấy thiếu thốn, trăm bề và cũng rất là khổ cực. Chỉ mong là có đủ cái điều kiện sớm để hoàn thành cái căn nhà cho hai bố con trong cái thời gian sắp tới này. Rất là kính mong sự giúp đỡ của các ông bà, các cô chú, những nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước. Video ngày hôm nay thì Ngân cũng sẽ tạm dừng ở đây thôi ạ. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại toàn thể các ông bà, các cô chú ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Xin kính chào toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị.